say em hay thường nghĩ, nếu ngày xưa ấy em đến sớm hơn thì sao? Chắc có lẽ ta đang vui với nhau, chắc có lẽ ta đang say với nhau. Một tình yêu, một giấc mơ. Anh đã mấy tháng trôi qua khi ta cách xa, đôi đường đôi ngã, giờ ta cũng xót xa lạ. Mỗi đêm em nhớ về anh, vào lúc 11 giờ 11 phút, nhưng chắc anh chẳng nhớ em đâu. Vì em vẫn chỉ là người đến sau, vẫn mang trong mình 1000 nỗi đau. Và có lẽ chắc giờ này anh đang hạnh phúc bên người. Vì em vẫn mãi là người đến sau, mãi mang trong mình 1000 nỗi đau. Mong anh sớm quên em, người anh đã từng yêu thương. Là người đến sau, mãi mang cho mình 1000 nỗi.